Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Trang địa phương. Chương trình tuần này do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bá Thước thực hiện. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay: huyện Bá Thước đẩy mạnh phát triển sản phẩm lúa nếp hạt cau; xã Ban Công, huyện Bá Thước gìn giữ và bảo tồn giống quýt bản địa. Sau đây là nội dung chi tiết. Lúa nếp hạt cau là giống lúa bản địa được người dân Bá Thước gieo trồng từ xa xưa, nhưng chỉ gieo trồng với diện tích nhỏ. Nhận thấy đây là một trong những sản phẩm có thể sản xuất trở thành hàng hóa phục vụ phát triển du lịch, năm 2021, Ban Quản lý Dự án Hợp tác Phát triển Sản xuất Nông lâm Ngư nghiệp huyện Bá Thước đã triển khai thực hiện dự án trồng lúa nếp đặc sản thương phẩm tại các xã khu vực Quốc Thành, bước đầu đạt kết quả tích cực. Trên cánh đồng ở các xã khu vực Quốc Thành của huyện Bá Thước, hầu hết những thửa ruộng gieo cấy lúa vụ mùa đã được thu hoạch hết. Bây giờ chỉ còn lại những mảnh ruộng trồng lúa nếp hạt cau của người dân tham gia mô hình vẫn đang trong thời gian thu hoạch. Những cây lúa nếp hạt cau khi chín khác hẳn so với những cây lúa thông thường với thân cây cao, bông lúa nặng trĩu ngả xuống thân, đặc biệt là hạt lúa màu sọc đen đặc trưng chứ không phải màu vàng. Gia đình anh Hà Văn Nguyễn là một trong số ít các hộ dân tại xã Ban Công tham gia mô hình trồng lúa nếp hạt cau. Từ ngày đầu tham gia, anh được các ngành chức năng xuống tận đồng ruộng hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Vì vậy mà diện tích lúa nếp hạt cau của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất trung bình đạt trên 2,5 tạ một sào. Qua được thực hiện cái dự án trồng lúa nếp đặc sản thì chúng tôi thấy là thứ nhất á, về cái chống chịu sâu bệnh của giống lúa là rất là tốt. Thứ hai nữa, năng suất của lúa thì đúng là đảm bảo là đạt năng suất cao. Và cái chất lượng của lúa thì rất là ngon, dẻo, ngon, thơm. Thì cái này thì qua cái dự án thì chúng tôi thấy cái hiệu quả kinh tế của giống lúa đặc sản là mang lại cái là cái giá trị là rất là cao. Chúng tôi cũng mong được sự quan tâm hơn nữa của Ủy ban nhân dân huyện và thứ nhất đặc biệt là Phòng Nông nghiệp huyện Bá Thước tiếp tục đầu tư nhân rộng để cái mô hình để sau này ấy, thì nhân dân sẽ đưa vào là làm cái thương phẩm cho khách du lịch. Mô hình nếp hạt cau được Ban Quản lý Dự án Hợp tác Phát triển Sản xuất Nông lâm Ngư nghiệp huyện Bá Thước thực hiện từ vụ mùa năm 2021 với quy mô diện tích 31 hectare ở 4 xã gồm Ban Công, Lũng Niêm, Thành Lâm và Thành Sơn với 615 hộ tham gia. Các hộ được dự án hỗ trợ giống, phân bón, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật. Kết quả qua đánh giá thực tế cho thấy giống lúa nếp hạt cau thích hợp trồng một vụ trong năm, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, hạt lúa tròn, bầu có sọc đen trắng, hạt gạo trắng ngần, cơm dẻo ngon và có hương thơm đặc trưng. Năng suất trung bình đạt 42 đến 49 tạ một hecta. Nếu thâm canh tốt có thể đạt cao hơn, giá trị kinh tế gấp 2,5 đến 3 lần so với trồng lúa tẻ thông thường. Chính vì vậy, sản phẩm lúa nếp hạt cau đang được huyện Bá Thước tập trung gieo trồng, mở rộng diện tích sản xuất để trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà sản phẩm nếp hạt cau còn được đưa vào để phục vụ phát triển du lịch và tạo thành sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện. Cái dự án trồng cái lúa nếp hạt cau tại các xã khu vực Thành vụ mùa năm 2021 đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định là đã thành công và đạt được hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đảm bảo được cái năng suất, chất lượng. Cái mục tiêu thứ hai là tạo được cái cảnh quan để phục vụ du lịch. Cây lúa nếp hạt cau thì đã tồn tại trên đồng ruộng thêm được một tháng, tức là hơn so với các cái giống lúa tẻ địa phương, và thời gian cây lúa trên đồng ruộng là 5 tháng để tạo cái cảnh quan cho du lịch. Và trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn tuyên truyền cho bà con nông dân tiếp tục duy trì và nhân rộng, mở rộng cái diện tích trồng cái lúa nếp hạt cau để đảm bảo cái vùng nguyên liệu để chế biến và xây dựng cái sản phẩm gạo nếp hạt cau Phủ Luông, Bá Thước.
Với những kết quả đạt được bước đầu của mô hình, không chỉ góp phần bảo tồn, phát triển và nhân rộng các giống lúa bản địa có nguồn gen quý tại địa phương, mà đây cũng là điều kiện thuận lợi đảm bảo nguồn nông sản đặc sản trị giá kinh tế cao đưa vào phục vụ du lịch trên địa bàn huyện và các thị trường lân cận. Những năm gần đây, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Ban Công, huyện Bá Thước đã và đang quan tâm phục tráng diện tích trồng cây quýt rừng bản địa hay còn gọi là quýt hôi, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân nơi đây. Anh Lương Văn Thanh ở thôn 3 xã Ban Công, huyện Bá Thước không còn nhớ vườn quýt nhà mình được bố mẹ để lại đã trồng bao nhiêu năm. Anh chỉ biết gia đình anh đã thu hoạch quả quýt hôi được gần 15 năm nay với diện tích 0,7 hectare. Anh Thanh cho biết quýt hôi là một loại cây dễ tính, mọc ở trên núi cao, sườn đồi, có khí hậu mát mẻ quanh năm. Quả quýt chín vàng, khi chín có mùi thơm mát rất đặc trưng. Vỏ quýt nhiều tinh dầu, thường được người dân sử dụng làm thuốc trị ho và hãm nước uống phòng cúm, cảm lạnh vào mùa đông. Lá quýt được dùng để chế biến các món ăn truyền thống của dân tộc Thái. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, ít được chăm sóc, đất đai bị thoái hóa, bạc màu, nên chất lượng quả quýt hôi kém đi. Những năm gần đây, được cán bộ xã Ban Công đến tuyên truyền chăm sóc, tỉa cành, bón phân đúng quy trình, đúng thời kỳ, nên cây quýt của gia đình anh Lương Văn Thanh dần phục hồi và sinh trưởng phát triển tốt. Mỗi vụ thu hoạch được hơn 1 tấn quả. Nhưng trồng cây quýt hôi này thì còn tôi á thì là không dùng đến thuốc bảo vệ thực vật mà chủ yếu là chăm sóc cây cho hắn sâu bệnh thì là mình chăm sóc gốc nó thôi, còn ấy thì mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà phun đâu, là chỉ là cho hắn sạch sẽ cây. Được biết hiện nay trên địa bàn xã Ban Công có 53 hộ dân đang thực hiện chăm sóc phục tráng cây quýt hôi với tổng diện tích gần 11 hectare, tập trung ở thôn 3, thôn Nghìa, thôn Tôm. Với mong muốn giúp người dân tiếp tục gìn giữ, phát triển kinh tế từ sản phẩm nông nghiệp của quê hương mình, xã Ban Công đã tiến hành ra soát toàn bộ diện tích cây quýt hôi đã có, đồng thời hướng dẫn bà con trong xã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, đảm bảo cho cây quýt phát triển tốt. Trong thời gian tới, thì ủy ban xã đã xây dựng kế hoạch để tiếp tục nhân rộng thêm 20 ha nữa để nhân rộng cái cây quýt hôi bản địa này. Thì ủy ban xã cũng đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phối hợp đấu mối với các cái doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện Bá Thước cũng như là các siêu thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ kết nối và sẽ tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho quả quýt hôi này. Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã phê duyệt và ký hợp đồng triển khai thực hiện dự án phục tráng và phát triển giống quýt hôi Bá Thước với quy mô 4 hectare. 3.000 cây quýt tại thôn 3, xã Ban Công và thôn Éo Kén, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn các cây quýt hôi đầu dòng để nhân giống ra F0, F1 trồng thương phẩm và được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng. Cùng với đó, bà con được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống quýt hôi sạch bệnh, kỹ thuật trồng mới, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Sau 3 năm, các thế hệ F1, F2, cây quýt hôi sinh trưởng, phát triển tốt và cho kỳ thu hoạch lứa đầu tiên, đạt sản lượng 1 tấn 1 hecta. Bà con thu về trên 30 triệu đồng 1 hecta. Chương trình Chất địa phương hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin và đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ Phòng biên tập chương trình Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Email btct.ttv.gmail.com. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.